có đường thôi. Biến động rốt anh sao tính lại cái tổng em bị ta rốt ta rốt cha.
đây là giờ mới đẹp nè. Món gì ta? Gà hấp tỏi. Gà chưa có gắn gắn chú Quốc là lát hồi chú Quốc nói là cháu gà đó. Gà nữa. Đây là lẩu mắm nữa ta. À, đúng rồi, lẩu mắm. Tí nó phải ăn lẩu mắm, kêu lẩu mắm nữa. À. Em đó hả? Ờ, em nói em ăn lẩu mắm với rổi với rắn với chuột mà không có chuột. Nói rắn với chuột. Em nói em ăn lẩu mắm đâu mà. Cái này chiên giòn á, để cho một tí nó nhai. Mà có phải không có giòn không ạ? Giòn á. Đây qua cách đây cái chục năm. Đây ăn miền Tây luôn nè. Giờ ăn bố ăn. Người nhớ đăng gì cứ tát tên em mình được. Chờ chờ để chúng tôi. Nghĩ ra đồ ăn ngon quá, sao uống đây cũng mạng dám luôn nữa. Đón Tết ở miền Tây hay đón Tết ở một nơi xa. để đi ăn cũng được. Là tấn rồi đó. Ừ, tấn 2, 2, 3, 4 bụng lên. Chai vào mọi bác. Con đưa gặp. Chị chị ơi chị cho Úc. Bà già. Tụi tư. Mày Úc, tụi đó Úc á. Anh chắc đúng chừng. Chị chắc được cưng lắm hả chị? Hay mình có mình gái. Mấy hả ba? 26. 6 thì lớn em có tuổi 2 tuổi. Tay gơ nó không đâu nặng đâu, nó không nặng bằng tay gơ đâu. Ờ chiều uống mấy lon rồi. Chiều uống mấy lon rồi. Đâu biết đâu. Thì cho bà cho 10 lon đi, giờ uống 7-20 lon. Vậy này nó yếu hơn kia chút. Em thì đơn giản thôi, anh sang uống nhiều cũng nhiều. Thôi đừng lấy anh biết cáp kèo ấy ghê không. Mới khỏe lắm. Đầu tiên nó tấp với miền Tây. Đây con là đầu tiên của con đi xa vậy luôn á. Con sang thì ảnh này ảnh quê Bến Tre rồi. Nó đang lớn rồi nè, nghe mấy cái ghi âm mới gì nghe tiếng được. Nó giỡn. Hy sinh không uống quay luôn á. Uống đi anh, để quay cho. Làm được án rồi. Còn đi uống đi chứ cầm quay tung tay nè. Ủa lão Vĩnh quay mình tay nó cây. Không lấy giờ cắt cái khúc này uống. Làm đi sao mà thấy sáng nay sao thấy bựa dữ vậy ta. Quá đã. Da nó giòn vô không? Rắn rồi. Giòn. Cái dạ hấp tỏi nó cơm nữa. Dạ. Mình chuột học. Không có mấy thứ này, không có chuột. Vậy đây mình học được món nữa. Gà hấp tỏi ha. Trời hấp tỏi cơ bản luôn mà giờ chị mới học. Thôi mình chị không có ăn cái này. Nghiệp em nó nào giờ không có biết làm món đó mà giờ cứ gài nhớ hoài. Tự miếng gắn đây ngon quyền. Ngon. Sáng sao ngộ xuống. Trời ơi, ăn mấy ăn đi. Mà thử. Đấy còn xe anh thôi, xe. Gắp cho con ăn gì gắp nữa đây. Chưa dùng ông. Không ăn nhà không được. Mẹ khúc này cái giòn giòn gì không? Khúc đó ăn chắc hết mà hết tiệc luôn quá. Mới chiên mới gấp ra ăn giòn. Xuyên đắng chiên. Còn làm từ cái bữa mà 25 tháo đủ lên là chợ qua nó quá trời. Điên nào cũng kẹo luôn. Ngay chỗ cái dốc cầu nãy mình lên là mấy cái dạng như mấy cái thương hiệu của nó về đây nó mở hỗ trợ á. Ngay chỗ cái bãi đó chiên về dành đó với mấy ngày đó nghệ sĩ đồ về hát đó. Rồi qua là bán đâu anh? Rồi qua nó bán ngay chỗ cái đường dài dốc cầu lớn mình qua thẳng dài đường chính sáng thành luôn cặp xong luôn á. Nhiều lắm. Qua được hút hết trơn luôn. Năm nay hút ở đâu bông cũng hút đó. Ăn thọ vợ dùng để đem ra cho mình tật tật cảo luôn á. Hút bữa nay là càng ngày càng cho bông chín là bắt đầu là hết bông rồi. Vô.
con rồi. Dạ. Anh quay mình biết đó. Mày thấy lâu chứ. Mà đã, anh có trách đó làm cái mời một ly với anh hai nè, tại vì ảnh đó. Thôi ngồi nghỉ xíu đi. Làm đi nghỉ xíu đi. Nè, bằng chứng tức tò hết nè. Chợ chỉ tiền á, chợ nói cái răng á. Tại em bữa nay như cỡ khoảng 7 giờ sáng. Chợ nói cái răng khoảng 7 giờ sáng rồi mới nhộn nhộn. Bây giờ lắm bà đi chợ đó. Nghe chuột chứ. Nghe chuột chứ. Nó bán cái gì xong không rồi. 36 rồi. Cái vụ mà trời nổi. Đó giờ nghe không nào, giờ ai được đi. Thôi, vô luôn thôi. Vô luôn thôi. Trời ơi, sao mà yếu vậy? Hả? Ờ, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, này chắc xong rồi. Để nói gì lấy ngót gì lại mà cuối cùng. Chẳng sao á. Anh hai nè, anh chơi ác lắm, nhưng mà anh mời một chai lon riêng á, anh riêng hết chưa? Cái đó người ta gọi là giao lưu với gì chứ ác. Bé nhỏ quá, để mời kêu là mời lon nữa, anh không dám. Vô rồi, nó thiếu à. Vô vô đó. Ai, giết sao? Không lâu nữa thì tự giết nhau. Có công là thằng ngồi cái bên kia tài xế uống. Hai thằng cưa. Bà đang buồn ngó là mấy bông này á. Mắm là phải có nó là mới ngon. Rau nhúc quá anh. Nhúc, đúng rồi. Mắm có muốn nhúc. Nhúc cái là kiểu nèo. Nèo, nèo mà ăn với thịt chuột nướng chấm chao. Đây là dòng không có ăn ốc chuột. Bùa nèo non mà chuột thì ăn chứ. Bông ăn bùi bùi. Nay không có chuột. Chặng gì hai mà từ bữa mấy tết tới giờ quá mới gãy chuột mình với mùa lúa nó nhiều hơn không ha. Đúng rồi, mùa lúa với mùa nước nổi rồi á. Xong lấy nước nấu cháo đậu xanh làm chừng tô cháo vậy à. Được rồi em lấy phải có thằng ở không xuyên cho nó làm vậy đó, chịu thằng nào rảnh bắt nó làm à. Uống ngon. Dạ, tôi hết nổi rồi đó. Ba xuống lon rồi đó. Nhậu liên tục quá. Ba xuống ba lon rồi. Mấy tháng ngày luôn. Ngày bình lốp. Mời người đạo diễn này rồi. Uống đi. Uống em. Thôi, dẫn ngoài anh. Dẫn ngoài anh, tỉnh ghê. Uống nổi ăn rồi chứ. Rồi. Ủa vậy là phải chạy ngược ra chỗ cổng lại hả? Chắc phải vậy. Lúc dưới nhà hàng sen kìa. Hay là đi tắt từ nào qua? Đi Vĩnh Long qua. Đi Bông Phà không? Đi Hoành Kháo anh, đi tắt qua. Không có chạy đi cùng với Thịnh. Bông Phà. Ờ vậy là Phà là đi ra rừng chỗ chạy Vĩnh hả? Là nó đó. Không đi hướng bên này chạy Vĩnh dưới nữa. Cũng hướng á. Không. Đấy, lũ vô, để lẹt hết rồi. Thấy chưa? Cũng chịu thôi đi. Giờ nó lớn tuổi rồi cũng mệt lắm rồi, có cái gì phải làm. Còn mấy miếng rồi, bây giờ mà mười mấy trăm rồi, ba giây, nó cho mướn là hai chục. Uống đi. Mấy thằng khách mà em muốn hết 100, 100 năm vậy nhớ đặt lên nha. Ừ, mà uống đi là đang mà chỉa mà. Ủa mất tới. Chậm Tùng ơi, lát nữa chị ngồi ở sao nha Tùng. Từ từ Tùng ơi. Ổn gầy rồi, đi không rồi nghe nói mấy con xuống chơi rồi bắt đầu bắt ở nhà đó chứ. Dạ. Chứ bữa nay là rước đi nữa rồi. Không đạt. Ly này to. Ngày nào mà không biết điện thì sẽ mời mà 8-9 cuốc thì tùm lum. Mệt quá. Nói thôi. Mời là mai là xuống không? Mà bác xuống dưới. Mai chắc còn ngày mai có Tùng là đóng dây chín vậy đó. Mày đâu á, tại đây đúng ra là bữa nay mấy vị đi lên nào bốn bốn á, rồi bắt đầu anh mới nói thôi có một bạn con nó bữa mùng năm nó lên trên nhà dì bảy chơi đó, thôi sẵn mấy vị bữa mùng năm lên luôn rồi mới đợi tới ngày mai đó. Ngày mai là lên tông lắm. Cứ coi tình hình sao đây, ngày mai con ra ta chạy lên giường bảy mày được không? Đông bao nhiêu hộ á? Chứ có chỗ này cái người lớn không á thì cũng khoảng cũng khá khá à, còn mà theo mấy cháu mà lên nhà dì dượng đó nữa đông lắm á. Mà bảy đứa em vợ gái đó. Tính bây giờ nó xuống da cũng hết rồi đó. Cái bằng
chắc cũng ghen nữa hồi sáng đó Tùng ơi. Hôm rồi ở nhà của ông già vợ mà tập trung con cháu lại đâu cũng 40-50 à. Ôi nó dữ lắm, đông lắm. Hôm nay mặc áo bỏ thùng. Tính để ví dụ như mùng 4 mấy người nó về thì cứ để mấy người nó về đi. Dù chứ tại vì xuống dưới nói mấy vị nó để thôi nó lên cho biết cái cưng luôn. Hai cái nữa. Bởi vì là coi như thiếm dâu. Rồi ổng thì tòa án tỉnh là công bông đi năng rồi. Nói chung bất ngờ hôm qua điện nó bả chết rồi. Là chết thì bả còn mạnh khỏe đi cứng cụ cụi nó tự nhiên nó bảo sao bả chết ai cũng giật mình. Rồi thứ ra là tới bữa nên giờ đặt cái lộ này 62 chiều 6 lộ lộ 62 hồi xưa thôi nhưng mà giờ đổi tên là Lê Hồng Phong. Bây giờ Lê. Còn cái cầu nãy qua cầu lớn phải không là cầu 34 hồi xưa. Rồi đâu rồi chưa Trịnh Hữu Nghĩa một thành viên giờ mới 34. Còn ở dưới cái cầu chữ U kia lúc trước là kêu cầu đồng kết giờ nó bắt lên thành chữ U. Cầu chữ U nhưng mà lát nữa qua đi ngang chữ U luôn á. Đừng đi ngay cái đường ấy. Đợi cái chủ quy bàn xã nó có cái dòng xiếm bắt đầu chạy qua cái đường thì mấy nãy đi đường đó mà. Đường đó nhưng mà hồi nãy đi cũng vòng vòng chơi vòng vòng. Cái đường đi đó nó ngắn đoạn hơn chút. Đi ra biết là thành phố gì thành. Cái thôi đi chừng chừng tới đường đó đi chỉ nhà Kiệt cho một tí biết. À rồi cái cũng xỉn rồi bắt đầu nói thôi luôn ấy rồi. Hả chưa? Rồi bác coi chỗ nào rồi sống sống rồi cho. Chưa. Rồi bé. Chưa hạ Kiệt. Chưa lại đó. Bé đâu nó tên bé mà nó bự con trời ơi bà nó tao tưởng đâu mày cho em nhỏ đi mà chịu gì còn dài lắm như bài đó gì dài lắm thì quay có gì vậy em quay là em kết thúc rồi em nghe nó bắt ấu lấy vuông gì đó mà chưa chưa quay kết thúc cái ai dám mời lon lên nữa đó quay em vậy luôn á mà còn phải chịu không nổi luôn mà em lại muốn hết nổi nhưng mà anh lên đâu sáng lên à đó cũng hơn dạ, thua nữa không mà nay cái lẩu này nè ngon nè lẩu mắm nhưng mà thiếu rau là cái rau bỏ vô bỏ luôn vô đi bỏ vô rau hai bỏ vô rau thôi ăn gì nữa anh ơi bỏ rau chưa anh ăn thôi không ăn nữa giờ no quá trời ăn nữa cái bể bụng luôn à giờ có giờ còn nó ngon ăn nãy giờ quá trời luôn em không nói vụ đó ai biết ở trên kia cái lẩu mắm là có bu đâu không thì mình bay về nhà chị bao ăn bút bu quay cũng đâu có đó là theo thành phố vậy đó. Mà cái lẩu mắm á thì miền Tây đòi có heo quay, tôm đàng hoàng đầy đủ, thịt cá luôn đầy đủ là đó là của thằng Sóc Trăng. Là lẩu mắm nước lèo của thằng Sóc Trăng là hơi bị đỉnh. Em ăn lẩu mắm em mỗi một vùng nó sẽ khác nhau. Khác nhau chứ không có phải là theo như trên kia. Chỉ là ăn